Và cũng để đến từ chương trình, một cặp đôi tiếp theo cho Thanh Thảo xin được trân trọng kính mời nam nghệ sĩ Thạch Tiên và nữ nghệ sĩ Cẩm Như. Hôm nay là Thanh Thảo ghép đôi thôi quý vị ơi. Nghệ sĩ và nhạc sĩ cũng rất là đông, cho nên là Thanh Thảo sẽ ghép đôi từng cặp từng cặp. Và chút có giải thưởng luôn nha quý vị. Cặp đôi nào hoàn hảo nhất chút nữa là MC đại diện cho nhà hàng Biển Việt phát thưởng cho toàn thể quý vị luôn. Dạ, nghệ sĩ Cẩm Như ạ. Như ơi, lên lẹ Như ơi. Anh chị em đông lắm, anh quần thấy cái đám ở bên, còn cái tiệc đó ở bên. Nhỏ này nó vô sau nó nhậu nhiều dữ vậy ta. À, Thạch Tiên xin bằng phép gửi lời chào đến tất cả quý vị khách quý có mặt trong cái ngày sinh nhật của đứa em là em của Thạch Tiên. Xin bằng phép chúc tất cả gia đình chúng ta luôn dồi dào sức khỏe trong mùa dịch này, đặc biệt hơn là gia đình chúng ta cùng nhau chung tay chống dịch xong rồi gia đình chúng ta phát tài. Như ơi, đâu rồi Như? Mày nhậu hết thôi, mày nhậu hoài vậy Như? Em xin mời anh Nguyễn Nguyện lên đàn guitar. Xin mời nghệ nhân ưu tú Duy Kim đàn tranh ngôn. Xin mời em La Lập Gôn đàn kiềm. Sông đen nha. Nhạc anh ơi, nhạc dây đào á. Liên tục chương trình thì Cẩm Như cùng với nghệ sĩ ưu tú Thu Dân xin gửi đến cho quý vị một bài hát được mang tên Bài thơ Du Quy.
Cả đại chưa?